cho tôi mượn Tuấn ơi, tôi mượn 4 viên pin ở máy đi. Không chung một tiết mục thôi. Cô bị mơ hoa cô ơi. Tôi hiểu, nói thế là hiểu rồi. Hắn xiên hoa đào buồn đời, đón xuân khoe sắc tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về. Tháng tư loa kèn mỏng những góc phố con đường quen, mùa hoa tháng năm cháy rực hương đậm, một cánh mắt hương mùa sen tháng sáu, ngọc trang lối đi hoa sầu thầm, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám, mùa hoa xưa rơi tháng trên đồng, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đêm. Thank you.
ta thấy như ngày cơ ngày thơ. Là những nhớ nhung ngày ta xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày con ngày thơ. Tôi yêu những sắc với một khối lượng công việc như thế này, đúng rồi, lại đây. Bạn có thể hoàn thành được. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều và xin các cô gái của chúng ta nán lại một chút. Bảo nghe công nghiệp. Sau đây tôi xin mời một nhân vật rất đặc biệt, rất quen thuộc với chúng ta, bạn Hồ Hoàng Hải. Sau khi xem tiết mục này thì Hải có một cảm xúc và Hải muốn có một món quà thật là đặc biệt để gửi tặng tới bạn Sơn của chúng ta. Xin mời Hải. Đây là sao rồi? Xin mời bạn. Chào bạn Sơn, mình là Hồ Hoàng Hải ở trường Chim Đống. Mình đã theo dõi câu chuyện của bạn trong suốt thời gian qua, đặc biệt là cách đây 2 hôm mình có xem chương trình. Không ngồi được đâu. Có mặt ở đây thay mặt không ngồi các được bạn chị Tư bày tỏ cái sự ngưỡng mộ và yêu mến đối với bạn. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cái nghị lực phi thường. Chúng tôi là những người lành lặn như đây nhưng mà chưa chắc đã làm được những cái điều như bạn làm. Cho nên là đúng rồi, bỏ tay không nhờ. Tôi một lần nữa muốn bày tỏ cái sự yêu mến của chúng tôi. Bạn là một phần không thể thiếu được của 9194. Và ngày hôm okay. Tôi xem chương trình của bạn thì okay, tôi nhớ cái câu của bạn là bạn rất ngại làm phiền các bạn khác. Nhưng bạn Sơn có biết không là cái việc mà được giúp đỡ được ở bên các bạn là một cái niềm vui đối với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng, hãnh diện có một người bạn như bạn. Thế và hôm nay thì tôi xin phép có một chút cái món quà nhỏ là một cái
máy tính bảng Samsung để bạn có thể ngồi ở nhà không còn gò bó trong bốn bức tường, bạn có thể kết nối với 9194 hàng ngày trò chuyện theo dõi 9194 trên giới. Và đồng thời là như hôm qua tôi trước xem chương trình là bạn muốn là bạn hay sưu tầm các mẫu mới có khách hàng muốn, bạn có thể cho khách hàng xem các cái mẫu của bạn qua cái máy tính bảng này. Và xin được trân trọng bạn mến yêu để bạn món quà của mình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và yêu đời và tiếp tục viết lên những cái ước mơ rất là tốt đẹp. Cảm ơn bạn, xin chào các bạn. Xin Hải đã làm một chút. Tôi xin hỏi bạn một chút xíu, cảm xúc bạn hiện tại thế nào? Tôi biết là bạn ấy rất là hay xúc động, hay khóc, thế nào đây phải chuẩn bị khỏe, xung xoay cho bạn ấy. Khóc nhá. Tôi chết thì tưởng tượng được là mình có một ngày để tất cả các bạn biết đến là ủng hộ mình nhiệt tình. Tôi xin cảm ơn các bạn. Xin các bạn mãi mãi là những người bạn của tôi, không bao giờ tôi có thể quên được. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn tôi hứa bạn Sơn là trong tuần tới tôi sẽ làm cho bạn tặng bạn một bài thơ thật là hay. Cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn, tất cả các bạn. Vâng, rất là xúc động, rất là xúc động. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin tất cả bạn một tràng pháo tay nữa và xin mời tất cả các cô gái của chúng ta cũng như bạn Sơn, chúng ta có thể xuống vị trí của mình để chương trình bắt đầu. Xin cảm ơn các bạn.